mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Trời trời, hôm nay yêu đời dữ ta. Thì phải yêu đời thì đời mới yêu mình chứ. Cả nhà bạn có 6 người trên Nha Trang thì hãy lựa chọn căn hộ này để ở nha. Bởi vì sao? Có tủ để giày dép, gương soi trước khi đi ra ngoài. Một WC chung rất là lớn, có một cái phòng tắm đứng. Thì ở đây rất là rộng rãi ha, thuận tiện cho cả gia đình mình. Đây là căn góc 3 phòng ngủ riêng biệt, có hệ thống kệ, tủ, tủ lạnh và bếp rất là rộng, tha hồ mà chúng ta có thể mua hải sản về nhà nấu nướng. Chỉ là căn hộ cho thuê ngày thôi mà, làm gì mà thiết kế xuất sắc đến như vậy. Từ bàn ăn cũng là nội thất cao cấp và dàn đèn nè, mọi người thấy không? Cái phòng gì mà chủ lấy sàn gỗ từ phòng khách cho tới phòng ngủ luôn. Sofa thì rộng ơi là rộng, ra đây ngủ cũng được luôn nha. Mọi người xem tầm view nè, ra view xe biển chứ buổi tối ở đây mở đèn lên là nhìn, uống cà phê là quá là chill luôn. Căn phòng được thiết kế rất là bài bản, trang trí và hài hòa. Có ổ cắm sạc điện thoại, tủ giường và bàn trang điểm. Tiếp theo thì sẽ đi đến căn phòng thứ hai, thì cũng có thiết kế gần như tương tự với căn phòng số 1. Đó, về tầm view thì sẽ đi xem kỹ hơn về hệ thống tủ giường ở đây nha. Rộng và rất là mới nha mọi người, mới lắm, sạch sẽ nữa. Và tiếp theo thì sẽ đi qua căn phòng thứ ba là căn phòng master. Và hôm nay thì sẽ có một toilet riêng nằm khép kín ở trong phòng. Và tầm view ở căn này thì cũng xuất sắc như hai căn đầu tiên thôi nha. Và sẽ có một cái bàn trang điểm rộng hơn và xịn hơn. Và căn 3 phòng ngủ này có tổng cộng là 4 máy lạnh cho phòng khách và 3 phòng ngủ nha. Quá là xịn đúng không ạ? Rồi, đi xem về nội thất này, bếp đôi, nồi cơm điện, đầy đủ chén, đũa, muỗng cho cả gia đình của chúng ta luôn nha. Mình có thể là ghé chợ Vĩnh Hải gần với căn hộ ở đây. Và sau đó mua hải sản về đây chế biến thì ăn rất là tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh ha. Ở đây là có một cái máy giặt 8kg rất là mới đến từ thương hiệu của Nhật. Thì chủ nhà rất là tinh tế và chỉnh chu đến từng chi tiết cho những khách đến lưu trú tại căn hộ của mình. Và căn hộ này cũng có một cái dàn phơi đồ rất là chắc chắn nha. Chúng ta đi tắm biển xong về đây bỏ máy giặt rồi sau đó mang đồ sạch đem về nhà thôi. Bạn có thích ở căn hộ như thế này khi đến du lịch tại Nha Trang không? Kết nối riêng với Châu để chọn căn phù hợp cho cả đoàn mình nha.